Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình ô cốp giai đoạn 2018-2020, các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, các sản phẩm có lợi thế ở mỗi địa phương đã được hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị. Với hàng nghìn làng nghề truyền thống và nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản cấp quốc gia, cấp vùng miền được công nhận đạt tiêu chuẩn ô cốp, đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và cả nông dân. Đến nay, tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước đã phê duyệt kế hoạch đề án chương trình ô cốp. 51 tỉnh thành phố tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm. Tại cuộc họp lần này, hội đồng sẽ trao đổi, thảo luận và đánh giá, phân hạng sản phẩm ô cốp quốc gia đối với 10 sản phẩm của 5 chủ thể tại Hà Nội và Quảng Ninh. Những sản phẩm được hội đồng chuyên ngành đánh giá đạt từ 90 điểm trở lên sẽ được đề xuất lên hội đồng ô cốp cấp quốc gia để xem xét, đánh giá công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao.